Với tôi, bóng đá là số 1. Thưa quý vị, với một loạt những hashtag cùng với khuôn mặt điển trai vừa rồi thì chắc chắn rằng là quý vị không hề khó để có thể gọi tên cầu thủ này. Con đường đến với bóng đá của anh ấy không hề trải hoa hồng. Xa gia đình từ năm 10 tuổi để rèn luyện, chắc chắn sự hy sinh ấy chỉ dành cho tình yêu số 1 trong lòng anh ấy. Và đó không có gì khác, chính là bóng đá. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời đến trường quay của chương trình Bóng đá là số 1 ngày hôm nay, khách mời của chương trình, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ô, đẹp trai quá. Rất cảm ơn bạn đã nhận lời đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào Việt Anh. Và chúng ta đang ở trường quay của chương trình Bóng đá là số 1. Tại lần này thì cả Việt Anh lẫn Thanh Bình đều đảm bảo an toàn khi thực hiện những tình huống tranh chấp bóng bổng. Bùi Hoàng Việt Anh vẫn là Bùi Hoàng Việt Anh. Quá đông cầu thủ áo vàng. Vừa rồi thì chúng ta vừa nhìn thấy một loạt những hình ảnh của Việt Anh trên sân cỏ trong bộ quần đùi áo số. Đấy là những hình ảnh mà chúng tôi nhìn về bạn. Còn nếu mà để dùng ba từ để miêu tả về bản thân mình thì Việt Anh sẽ chọn ba từ gì? Để tôi sẽ chọn cho bạn một từ trước nhé, đấy là đẹp trai. Vâng chị. Thế vậy thì em xin phép trả lời câu thứ hai là em nghĩ là chọn từ thứ hai tức là nhận luôn từ đẹp trai rồi đúng không? Em là một người khá nhút nhát. Mỗi lần ra chỗ đông người em thường rất là xấu hổ. Một câu nữa là em sẽ dành từ nỗ lực, bởi vì bản thân em mỗi ngày ngủ dậy em đều suy nghĩ là mình sẽ phải nỗ lực và cố gắng hơn mọi ngày. Từ nhút nhát là tôi cũng khá bất ngờ, bởi vì là từ khi mà tôi xem các trận đấu bạn đá ở trên sân thì tôi thấy bạn là một cầu thủ rất là nhiệt huyết, rất là lăn xả trong từng pha bóng. Nhút nhát ở đây có nghĩa là tức là bình thường trong đời sống hàng ngày nhút nhát thôi đúng không? Còn trên sân cỏ đâu có thấy nhút nhát tí nào đâu. Đấy là khi em ra sân thì em đã kiểu nghĩa là em bộc lộ hết tất cả những cái con người của em, nhưng mà khi em sống sinh hoạt bình thường thì em lại khép mình. Năm 2022 vừa rồi của Việt Anh thì theo tôi thấy thì là một năm khá thành công đúng không? Việt Anh đầu tiên là cùng với cả đội tuyển Việt Nam tham dự vào vòng loại World Cup, và đây là một cái hành trình rất là lịch sử. Ngoài ra thì Việt Anh cũng cùng với đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games này. Quay trở lại sau chấn thương, bạn có mặt trong đội hình chính của câu lạc bộ Hà Nội và sắp tới đây thì sẽ cùng với cả đội tuyển Việt Nam tham dự vào AFF Cup. Một loạt những thành tích như vậy thì bạn nghĩ rằng là năm 2022 của mình như thế đã đủ chưa? Đã làm hài lòng bạn chưa? Đấy cũng chỉ là những cái bước đầu tiên của bọn em. Trước mắt bọn em đang còn rất là nhiều giải đấu trước mắt. Còn V-League với lại câu lạc bộ Hà Nội cuối năm có AFF Cup. Em sẽ cố gắng thi đấu tốt và được huấn luyện viên tạo cơ hội cho được lên tập luyện và thi đấu ở trên đội tuyển. Chúc bạn là sẽ có một hành trình thật tuyệt vời tại AFF Cup sắp tới. Mặc dù là tôi biết là Việt Anh là một cầu thủ trẻ này, rất giỏi này, và tài năng của bạn cũng đã được ghi nhận. Nhưng mà ở trong câu lạc bộ Hà Nội thì ngoài bạn ra, đặc biệt là ở hàng phòng ngự thì có rất nhiều những ngôi sao khác, Thành Trung hay là Duy Mạnh. Nỗ lực và cố gắng của bạn như thế nào để có thể đạt được vị trí chính trong câu lạc bộ Hà Nội như bây giờ không? Em không bận tâm đến cái việc mà em phải cạnh tranh với ai. Khi nào có cơ hội thì em luôn nỗ lực và làm hết khả năng của mình. Tìm hiểu về Việt Anh trước khi mà bạn ra sân thi đấu thì nghe nói rằng là Việt Anh là một người cũng khá là duy tâm trước những trận đấu quan trọng. Bạn có thể chia sẻ với quý vị khán giả về những cái thói quen của mình không? Chắc là em nghĩ là cầu thủ anh em nào cũng có một cái duy tâm nhất định về cái việc đấy. Khi mình làm những cái điều đấy mình cảm thấy nó an tâm hơn khi mình bước vào sân đấy chị. Thì có những thời điểm thì em hát qua đến cái đoạn đường Vinh Quang em ấy hát. Em làm cái điều đấy và em thấy đội em thắng và từ đó em cứ làm theo. Và đến khi đội thất bại thì em lại chuyển về trở lại như cũ. Em lại làm đến cái việc khác. Tôi có đọc trên mạng là như cái trận đấu nào mà bạn vuốt tóc ra sân thì là đội sẽ giành chiến thắng. Đến khi nào đội nó thua thì em lại tiếp tục thay đổi. Tôi tưởng là sẽ có một cái mà dừng mãi, hóa ra là nó cũng update. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã tìm hiểu một khía cạnh về cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh.
một cầu thủ rất trẻ, rất nghiêm túc, rất năng nổ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là điều này thì quý vị khán giả cũng đã quá quen thuộc rồi. Vậy Việt Anh sau sân cỏ, sau những bộ quần đùi áo số sẽ là chàng trai như thế nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu một Việt Anh rất đời thường. Xem clip. Wow, bình thường là tôi nghĩ rằng là nhìn bạn ngoài đời và từ đầu đến giờ tôi tiếp xúc và những gì mà bạn nói với chúng tôi là bạn rất là hiền. Nhưng mà sau những cái hình ảnh vừa rồi thì tôi thấy rằng là bạn cũng rất là nhây và rất là quậy ấy chứ. Đây có phải những hình ảnh thường ngày của Việt Anh không? Cũng đúng, vì khi mà em thân với mọi người rồi thường thì em sẽ bộc lộ được hết cái cá tính của mình đúng không? Thế thì tôi nghĩ rằng cái từ khóa mà nhút nhát là không phải rồi quý vị ạ. Đây là một cái từ khóa mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm hơn rất là nhiều. Vậy sau những giờ tập luyện căng thẳng, sau những trận đấu căng thẳng thì hình thức giải trí nào mà Việt Anh thích nhất? Đánh bóng bàn hoặc là chọn nơi nào đó để đi du lịch cùng gia đình. Trong cái quãng thời gian mà tập luyện từ khi mà 10 tuổi đúng không? Chắc chắn là cái quãng thời gian đấy bạn có rất là nhiều kỷ niệm. Và đâu là cái kỷ niệm mà bạn nhớ nhất? Đâu là cái kỷ niệm mà bạn cảm thấy khó khăn nhất trong quãng thời gian đấy? Xa gia đình từ rất là bé, nhớ bố mẹ, chả biết làm cách nào cả. Thì điện thoại thì các thầy không cho dùng, lúc nào cũng khóc lóc nên phải đi ra ngoài đường mượn điện thoại của các cô các chú để điện để gọi ngoại mẹ lên. Mẹ em động viên rất là nhiều, những cái lúc đấy thì cũng chỉ nói là nín đi, đừng khóc nữa, xong rồi em cũng không chịu khóc, em bảo mẹ lên đây với con đi, không con không ngủ vào đâu. Thế là mẹ lại đi lên ngủ cùng thì đấy. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Câu hỏi này thì tôi sẽ hỏi cho rất là nhiều các bạn fan nữ của bạn ngoài kia. Bây giờ thì Việt Anh đang có người yêu hay là đang độc thân? Bản thân em luôn luôn muốn mọi người để ý về em ở sân cỏ hơn là cuộc sống ngoài đời, cho nên là câu trả lời này em xin phép giữ cho em. Giấu giếm như thế này chắc chắn là phải có một cái gì đấy rồi đấy. Ở chương trình Bóng Đá Là Số 1 của chúng tôi thì dễ đến nhưng mà không dễ đi. Bởi vì ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa đến cho bạn một thử thách. Nếu mà bạn không thực hiện thử thách này thì bạn sẽ không được rời khỏi đây đâu. Không được rời khỏi đây đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thử thách này thì cũng không khó với bạn đâu. Vì thời gian gần đây thì tôi thấy rằng là bạn có thử sức trong vai trò là một người mẫu. Tôi có nhìn thấy bộ hình đấy rồi, trông khá là chuyên nghiệp. Và bây giờ thì thử thách của chúng tôi sẽ là chúng tôi sẽ đưa ra những cái dáng tạo mẫu và bạn sẽ tạo dáng lại y như những bức hình đấy. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách của chương trình dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là dáng của Ronaldo, một cầu thủ rất là quen thuộc. Tiếp tục dáng thứ hai. Wow. Thế là để tay lên tai, cười thật tươi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhân vật tiếp theo của thử thách này. Cầu thủ này có lạ lẫm gì với bạn không? Cũng nhìn mãi mới nhận ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạo dáng y như những biểu cảm của hoàng tử nhé. Mặt nhá, chú ý biểu cảm nhá. Nhân vật cuối cùng, và đây đương nhiên là cái thử thách level nó sẽ dần dần nó phải khó lên đúng không? Em biết đây là ai không? Thùy Tiên ạ. Đúng rồi, hoa hậu Thùy Tiên. Tay là để ở hông, tay để ở trên này giữ bên miệng. Tôi chưa có đường cong. Thử thách này tôi nghĩ là quá khó với Việt Anh, một chàng trai rất là nam tính. Xin cảm ơn Việt Anh đã mất chút thời gian để đến với chương trình Bóng Đá Là Số 1 ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những số tiếp theo của chương trình Bóng Đá Là Số 1.